Đây rồi anh ơi, em dọn máy cho anh xong rồi nè. Con máy này mới 99% ha. Đây mình xăng bên trong, xăng bên trong miếng nắp lên kìa, nắp máy cái bình xăng không miếng chày ha. Đây Honda 5 ngựa ha, tem nhôm ha, tem nhôm chỗ sắt, đây chỗ sắt đây. Rồi, tóc máy đây. Suzuki máy này. Máy móc rất là đẹp, cái sò bơm thì chà bá lửa ha. Sò bơm 2 tấc ha. Con này hỏng 90 ha. Hút xả 90. Đây, thử máy là phải bỏ nước vô trong này nghe anh nha. Đó. Để không nó hư cái Ford đó. Rồi. Cái bô inox trắng tinh bà tình luôn ha. Ốc cửa sông bô còn rất là đẹp ha. Đây mình sang con trên hình giao ăn ha. Đây máy này thì siêu nhảy nổ ha. Đây, bật công tắc lên, thổi cần lên ga đóng e ha, thổi cần lên ga đóng e nhé. Siêu như nổ, má bình xăng nhìn mới nhức nắp. Đây, nhìn cái nữa nè, cái một thôi. Nguyên zin 100% nè, tóc tán nguyên zin, sò bơm sò bọng nguyên zin ha. Móc rất là đẹp ha, cái bô nhìn cái bô thôi là biết rồi. Rồi.